Vụ lễ tân kìa. Trễ. 1:30 rồi kìa, 1:35 rồi chứ. Anh giỡn hả trời. Dặn 1:30. Ê mua xả rác. Phạt anh á, bắt anh nhập rác anh đi trễ. Mưa. Mưa. Mưa gì? Chỉ bắt hết đợt mai rồi đó. Mặc áo dài đồ heo. Đúng vậy cơ. Xinh rồi. Công nhận anh. Xấu thật. Có mình anh thấy vậy thôi. Sáng nay theo quy định thì từ 6:30 mọi người sẽ phải tập trung. Thế nhưng vì hôm qua đã làm mệt mà còn chơi khuya nên ai cũng mang tâm trạng mơ màng và ngái ngủ. Chương trình nói với mấy đứa là 6:30 xuống mà bây giờ là anh trai mà nói. Có chút nghe nói tiếp là mấy đứa. Trời ơi, cái không cửa miệng mà mỗi ngày chúng ta sẽ nghe. Vậy là thành viên cuối cùng đã có mặt. Tuy nhiên với sự chậm trễ lần này, các chàng trai buộc phải nhận hình phạt từ các cô gái. Giờ là tụi mình quyết định mà đúng không? Mỗi phút trễ hết đất ba cái. Nói chung á thì em biết sao không? Ở đời mà có nhân có quả. Ừ, gieo đi rồi sẽ gặt. Gieo nhân quá. Cứ gieo đi. Quan trọng là gặt sớm gặt muộn thôi. Đúng rồi. Mày bố là tụi em về xuống đây luôn. Em xuống đây ngủ luôn. Nhớ nghe em đem vali. Đây. Em xuống đây ngủ luôn. Đây. Mấy bạn. Ủa anh đi hả? Không, anh ra thực hiện hình phạt xong rồi anh mới được đi. Cái mùi này thơm ha. Mùi lai. Nó dịu, nó nhẹ. Mà nó cho mình cảm giác gì phải không? Mùi lạnh cho mình cảm giác thân quen. À vậy là chắc có ai đã tặng cho anh hay là một cái của anh đã xài. Ví dụ như trà lại chẳng hạn. Ok, bây giờ 1 phút trễ là 3 cái hít đất. Bị phạt là thế, nhưng trước mặt các cô gái thì vẫn phải thể hiện hết mình. Bốn chàng trai ai cũng hì hục hít đất một cách mạnh mẽ. Và ngày hôm nay, ngoài sự thiếu vắng của cô nàng Bích Trân, thì Nam Duy cũng xin phép được vắng mặt buổi sáng để xử lý gấp công việc đột xuất từ công ty. Và vì thế, chỉ còn lại 6 thành viên tham gia bốc thăm để chia hai nhóm cho các thử thách bí mật. Vậy là hai thử thách của ngày hôm nay đã được xác định. Trong khi nhóm nhà hàng phải tranh thủ ăn uống từ sớm trước giờ khách đến, thì nhóm lễ tân có vẻ dư dả thời gian hơn để vui chơi trong khuôn viên Villa Del Sol. Và đặc biệt, cô gái ít nói như Quỳnh Ngân nay lại thể hiện bộ mặt khác khiến mọi người bất ngờ. Anh ơi, anh đàn ông lâu lâu em sẽ tự mượn chính. Em nghĩ là anh nè, không cần mình phải nói mượn đi, chừng tí tự cho. Em nó hứng quá nên em thì đừng thấy em ra lấy kính là em vừa. Chị đeo qua hộp. Các chị hợp hợp mấy cái màu đen. Đây giống như trong máy quay mấy MV mà mấy ca sĩ nhạc ấy mới ngồi chơi. Oh yeah. Mới thấy bữa nay bệnh dữ vậy. Ờ, công nhận Ngân đây thay đổi. Thật sao mọi người? Chị màu đen thôi. Lấy ra trong vòng 3 ngày rồi từ bắt đầu bung lụa. Anh mà như ngay tại vì chắc sức em chống nhục chứ không phải kem chống nắng rồi. Ok, đợi xíu. Thôi có. Thôi có. Làm như vậy nó sao? Không vui nè. Bây giờ rồi, tới giờ làm việc rồi. Đi thôi. Đi. Let's go. Đến với những trải nghiệm công việc mới, cả hai nhóm lần này sẽ thực hiện thử thách dưới sự hướng dẫn và giám sát của chị Tuyết, trưởng bộ phận lễ tân, và chị Lãnh, trưởng bộ phận nhà hàng. Tất nhiên, cái gì mới cũng gây ra nhiều khó khăn và những sai lầm thì không thể tránh khỏi. Em đứng bên gì, em xoay người vào, em set up. Bạn Hùng vào đây ngồi đi, bạn Hùng vào đây ngồi ha. Mà em set up kiểu đó thì nó sẽ không phù hợp. Em đứng bên đây em set up thì cái này em chọt vào mặt bạn. Hoặc em sẽ thốt vào mặt khách luôn á. Dạ, nên nó không có thể như vậy, em đứng xa ra.
cách khách một chút xíu. Đứng chính giữa bàn là tốt nhất nếu bàn có khách. Đứng chính giữa bàn và bỏ xuống. Theo Phong nghĩ, công việc này nó đòi hỏi một cái sự khó. Khi mà Phong bưng cái mâm á, mâm là mình phải bưng ở đây. Khi mà để nhiều quá thì nó nặng. Đã vậy là cộng cái khí trời ngoài biển gió nó thổi vô nữa, thế vô tình là nó đổ hết luôn, đổ vào người. Tất nhiên là khi mà cho mình biết gặp sự cố vậy thì mình coi là một bài học và mình rút kinh nghiệm. Khi mà biết đâu sau này mình có, mình bưng nước cho một người phụ nữ nào uống, hay bưng nước cho cái người mình thương uống, hay bưng cho cha mẹ uống, thì nó lại an toàn hơn. Và mình biết cách là giữ sao cho cái ly nó đừng có nghiêng ngả. Em ơi, em ơi, em bưng nước cho. Người ta kêu anh kìa. Nhóm nhà hàng liên tục bị nhắc nhở là thế, nhưng nhóm lễ tân cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi vừa vào ca trực đã gặp vấn đề lớn với vị khách vô cùng khó tính đang nghỉ dưỡng trong khách sạn. Và điều này khiến các bạn không thể giấu được sự bối rối của mình. Dạ, em chào anh ạ. Em có thể giúp gì cho anh ạ? Anh ở phòng 21. Dạ, phòng 21 ạ. Vừa nãy em ăn sáng hay là đâu cũng để thất lạc cái chìa khóa. Lần cuối cùng anh thấy cái chìa khóa là lúc anh ăn sáng hả? Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, vậy bên em sẽ gọi đến khu vực nhà ăn để bên em kiểm tra hộ anh ha. Anh thông cảm chờ xíu nha. Dạ. Alo, lễ tân gọi nhà hàng ạ. Anh có thể kiểm tra giúp em khu vực nhà hàng của mình là khách có để rơi cái chìa khóa phòng số 21, anh kiểm tra họ và gọi lại cho em nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Anh có thử nhớ lại mình có rơi ở trong phòng hay là khu vực bãi biển gì không? Anh đi ra khỏi phòng và anh đang ngồi, anh đang sáng. Dạ. Một lát nữa là anh đi bàn khác. Dạ rồi. Bàn khác anh ngồi, anh quên cái chìa khóa. Dạ, dạ. Alo, khu vực lễ tân nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Dạ, là khu vực nhà ăn của tụi em á, là có tìm giúp cho bên mình nhưng mà vẫn chưa thấy được cái phòng của mình á anh. Nên là bây giờ bên em sẽ cho gửi cho mình một cái thẻ phòng mới. Và khi mà bên em tìm được thẻ phòng cũ của anh hoặc là vô tình anh nhìn thấy thẻ phòng của mình á, thì anh có thể báo lại với bên em và bên em sẽ gửi lại cái chi phí là cái thẻ phòng này là 200 ngàn. Tức là của tụi em làm vậy là không đúng. Từ khi anh vô trong này ở, anh chưa thấy quy định nào là mất thẻ hoặc mất chìa khóa là phải đền. Nếu mà em thông báo trước thì từ lúc anh check in thì anh có thể chấp nhận được với tụi em. Còn này tụi em không thông báo không gì hết. Anh check in em vô, anh lấy thẻ em vô anh nợ. Và bây giờ tụi em đưa ra cái quy định của tụi em, vậy sao anh chấp nhận được? Dạ. Nhưng mà cái này là anh xác nhận rằng là anh để ở đâu đó trên cái phòng ăn đó của cái nhà hàng tại cái villa này. Dạ. Tại vì từ sáng tới giờ anh chưa hề bước chân ra khỏi cái villa này. Được, bây giờ bây giờ em mời anh ngồi uống nước một tí, em gọi chị quản lý ra. Rồi thì giờ nếu tụi em nói vậy, tụi em cho anh gặp quản lý. Dạ rồi. Nếu bây giờ tụi em đưa ra một cái quy định riêng của tụi em rồi xong tụi em phạt anh đâu chấp nhận được. Dạ. Chị đã nói chuyện với khách rồi. Và hồi nãy là khách bị mất chìa khóa đúng không tụi em? Dạ. Dạ. Em ví dụ như lúc mà khách đang nói chuyện thì để cho anh nói cho hết thì là bắt đầu em mới nói. Chứ mình không được cắt ngang cái lời của khách đang nói là không được ha. Còn cái tổng thái của em là em mời đó là rất là tốt. Khi mà người ta lên cao trào rồi, người ta đã bực bội lắm rồi thì mình không nên giải thích nữa. Tụi em cứ mời anh qua một bên để mình còn tiếp những cái khách khác nữa. Nữa là tụi em luôn luôn nở nụ cười. Giống như đang nói mà chị kêu tụi em cười đó. Dạ. Giờ tụi em lúc nào trong tư thế cái mặt cũng phải tươi. Chứ không phải mình nói người ta gầm cái mình gầm theo người ta là không được. Khi mà người ta có một chuyện gì buồn đó, người ta lên người ta nói với mình hay là cái mất mát cái gì đó thì mình cũng là một cái sự đồng cảm với người ta. Ờ, chị mất rồi hả, chị mất chỗ nào, anh mất chỗ nào, để em cho các bạn đi tìm lại giúp anh. Ờ, vậy thôi em giờ em cho các bạn về phòng mở cửa cho anh nha. Rồi khi nào mà tụi em tìm được tụi em sẽ báo cho anh. Dạ. Yeah. Nhưng mà cũng phải báo với khách là anh ơi, nếu mà tụi em không có tìm được thì là tụi em sẽ xuất chìa khóa mới cho anh. Nhưng mà chìa khóa mới là tụi em phải trả phí của anh 200 nghìn đồng. Vì khi mà anh mất cái khóa đó là tụi em hủy khóa đó luôn. Tụi em không có sử dụng lại cái khóa đó nữa. Lỡ người ta nhặt được cái khóa của anh là người ta sẽ vào. Chủ yếu là cách nói chuyện, yeah, cách chia sẻ. Dạ. Yeah. Cái mà chị muốn là muốn như vậy. Dạ. Yeah. Mình nghĩ là công việc lễ tân nó sẽ dễ nhưng mà thật ra nó không dễ như mình nghĩ. Công việc lễ tân đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn và hoạt bát. Thật ra mình là một người ít nói cho nên là khi mà làm công việc lễ tân mình không có khả năng nắm bắt nhiều, không có ghi nhớ lời nói nhiều. Cho nên mình cảm thấy công việc đó khó. Mỗi tình huống và sai lầm đều là một bài học và các thành viên của cả hai nhóm chắc hẳn đã có được những kinh nghiệm quý báu cho riêng mình. Còn anh cả Nam Duy vẫn đang miệt mài làm việc một mình bên chiếc máy tính, cũng không thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò từ những người em của mình. Chương trình gì á? Chúng ta không nên thân nhau quá.
Không, hôm nào mời em thử coi anh, ví dụ mời game show nữa nè. Sáng giờ đó hả? Các bạn sáng giờ sao rồi? Nghỉ chưa? Không. Thế các bạn phù hợp với cái nghề này đó. À, vậy hả? Phục vụ thì hơi giả treo một chút. Bartender thì không lựa hộp dưa hấu ra trước khi sao. Ủa, đâu cần đâu, nó tự lọc mà. Anh nghĩ là phải lựa hộp. Không, anh gỡ đi. Vậy là em phải cần muốn một cái người chuyên về cái đó. Làm là sáng giàu không? Xong xa anh có dễ dàng không? Đâu có, trời, không có anh thì giờ cuộc sống tụi em vui hơn chứ. Dạ ha. Sáng giờ học được gì rồi? Em biết ép dưa hấu, biết xếp khăn. Biết ép dưa hấu khó nha anh, bởi vì hấu vô cái máy này. Trời, ăn thấy sợ, má ăn dễ sợ. Ờ, tao nói gái nữa. Lắm. Biết lau ly. Ờ, rồi gì nữa? Sắp xếp đồ vật trên bàn. Ờ, mấy mốt là em yêu cầu là em chỉ ép gì không thôi, nếu em có đóng về quán cà phê. Không, tụi em không biết làm mấy cái kia chứ. Cái gì rồi? Cái chuyện mà pha cà phê hay là sữa là chuyện bình thường. Rồi, em sắp tiếp. Thế là nghề của em. Thường em dùng cái cà phê này. Ủa, em dùng đặt trái bầu á, gửi cái khói bầu. Em đã quá. Rồi. Cho nó cái bầu. Em phải nắm chặt hai cái lại. Cái này bạo lực quá. Lắc nhẹ nhàng mình đỡ trên. Em nhẹ thôi. Ừ. Cái đó là cái cách của bà, nhưng mà em làm cái nào vậy? Đó. Ok. 2 giờ mình mới làm tiếp nữa hả? Tụi em ăn xong tụi em làm tiếp tục. Tới 2 giờ tụi em mới đổi ca. Ồ, 2 giờ đổi ca cho mấy bạn khác hả hay sao? Vậy là sau giờ cơm trưa, cả hai nhóm sẽ thay đổi công việc cho nhau. Cứ ngỡ rằng sau những giờ làm việc mệt mỏi và vất vả thì sẽ được cơm bưng nước rót tới tận miệng. Thế nhưng đời không như là mơ. Điều may mắn đó chỉ đúng với một nhóm duy nhất. Trời, nhân viên gì lâu quá vậy em? Ủa anh ơi, sao làm nhân viên mà anh đẹp trai vậy? À, để anh hỏi ba mẹ anh. Cảm ơn. Chúc em ăn vừa miệng nha em. Dạ. Rồi, cảm ơn. Ây da. Rồi. Em dạ. Gửi chị ạ. À. Ủa em gửi dạ. Em để xuống nha. Đi đi đi. Khách hàng là thượng đế, không được đánh khách hàng. Em ơi, đánh hỏi gì, đánh hỏi gì. Dạ. Sao ạ? À? Chờ anh quên đánh hỏi cái gì rồi. Dạ. Dạ được. Cơm là món chính, mình quay vào hướng khách. Cái này là đề co với số 12. Dạ rồi. Em. Canh á, giúp anh chị ăn nuốt cho nó trôi. Không bị mắc nghẹn. Em bụng dụng và thái độ gì kìa. Xéo phát quá nè. Quá là gì đó. Tính ra ông Hùng muốn đi đâu ra không thằng bưng luôn á, mình bưng hết. Sao quý khách cười dữ vậy? Trời ơi, giọt này không cho cười à. Phục vụ khách mà không nở được cười khách luôn á. Trốn đi cho đã ha. Sung sướng quá ha, đây ta phục vụ muốn chết luôn. Đi vòng vòng chơi. Rồi xong rồi mọi người. Xong hết rồi luôn nè. Mới vô. Chúc mọi người ngon miệng. Mời cả nhà ăn. Mời mọi người ăn. Có câu trời đánh tránh bữa ăn, nhưng đâu ai biết công việc phục vụ nhà hàng đôi khi có những lúc cơm chưa nhai, bụng chưa căng thì đã phải tức tốc trở lại công việc để chăm lo cho khách hàng. À, xin lỗi ba em ha. Khách người ta đi tới ở hồ bơi cần nước, rồi ba mình là người phục vụ, mình phải ưu tiên cho khách trước. Mình phải stop tư vấn là ăn trưa của mình và đi ra phục vụ khách. Cố lên nè. Sớp lên actually lên bật cái auto của em. Bây giờ một cái check in là mình mới ra á. Yeah. Bởi mới nói, nhìn qua tưởng chừng công việc nào cũng dễ dàng, cho tới khi thực sự trải nghiệm mới cảm nhận hết được thế nào là khó khăn và vất vả. Để rồi từ đó, các thành viên bắt đầu có những sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau. Trong bốn bạn nữ thì em cảm thấy lo lắng nhất là cho Ngân. Bởi vì mọi thứ Ngân làm gì em cũng sẽ quan sát và cũng sẽ lo lắng cho Ngân về mọi thứ. Ví dụ như từ cái thử thách hay là cái gì đó. Bởi vì đơn giản thôi, Ngân chậm hơn người ta một nhịp. Nên làm cái gì á mà cũng chậm hơn người ta một nhịp hết đó. Nên à, nhưng mà hôm nay rất là trưởng thành nha. À, ngày hôm nay Ngân rất là năng lượng và rất là tích cực. Và hậu quả là bây giờ Ngân hết năng lượng rồi. Có bao nhiêu năng lượng chơi buổi sáng hết rồi. Ê Quyên, bữa nay anh mới nhìn kỹ em á, cặp mắt em rất là xinh. Em có cặp mắt rất là xinh. Cảm ơn anh. Ừ. Em được quay nhìn anh cả. Anh phải gỡ kính cho anh mới thể nhìn rõ rồi. Mắt anh tinh lắm. Đang mệt đúng không? Uống miếng nãy giờ. Thiệt mà. Em sợ đói. Không có nói.
uống vô là nó khỏe à, xe trong người nó ok. Chứ mà em giữ cái nhịp này mệt rồi tới tối em bệnh luôn á. Ngân uống đi Ngân. Mệt á. Anh Duy anh quan tâm em được không? Em hả? Em cũng chậm chậm anh kéo. Em hả? Em thì để đời quan tâm em, để những bạn nữ quan tâm em. Để đời quan tâm. Câu này sâu sắc và deep quá. Tặng em câu gì giúp coi. Trời ơi, hôm qua anh tặng cho em một kho luôn đó bé. Chửi lọc luôn á. Đúng rồi. Cái gì đang quyển sách thì màu xanh. Tự tin gì? Tự tin để thành công. Trong đó là nó cũng dạy cho anh rất nhiều á. Sau sự vắng mặt ở hoạt động buổi sáng, Nam Duy đã trở lại cùng các thành viên trong nhóm Quỳnh Ngân để tham gia trải nghiệm công việc tại nhà hàng. Và đã quá giờ giao ca ở khu vực lễ tân, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nhóm Minh Trưng. Anh ơi, vụ lễ tân kìa. Trễ. 1:30 rồi kìa, 1:35 rồi chứ. Anh. Giỡn hả trời. Dặn 1:30. Em mua xả rác. Phạt anh á, bắt anh nhập rác, anh đi trễ. Mơ gì? Chị bắt hết đợt mai rồi đó. Mặc áo dài, đồ heo. Đúng vậy cơ. Xinh rồi. Công nhận anh. Xấu thật. Đúng rồi. Có mình anh thấy vậy hả? Xuống luôn rồi, cô. Mỗi giờ phút trôi qua, ngoài công việc thì đâu đó trong mỗi thành viên, họ vẫn âm thầm dành cho nhau những ánh mắt, cử chỉ và hành động quan tâm nhất của mình. Những tình cảm đã gieo mầm trước đó giờ đang đâm chồi mạnh mẽ. Thế nhưng có thực sự dễ dàng kết trái? Để kiểm chứng hạt giống tình cảm mình đã gieo cho Hùng, cô bé Minh Trân đã làm một điều mà bản thân không ngờ tới. Anh Hùng thích chị Trân không ta? Đâu có, Hùng sẽ thích Quyên. Anh Hùng có thích chị Trân không? Có một chút tình cảm nhưng mà một cái em không phải chân là không em mới biết đây. Rồi anh biết em muốn nói gì rồi. Mặc dù đấy là một cái phong cách sống của người ta, điều đó làm cho họ cảm thấy thoải mái. Khi bị stress thì họ tìm đến một cái gì đấy để họ giải quyết cái vấn đề trong người họ. Đấy là cái nhìn riêng của mình thôi. Tuy là mình là một người con trai cũng hút thuốc nhưng mà mình lại không thích ở con gái vì điều đấy. Em hãy tạm gác lại và anh biết chuyện đó. Bây giờ phụ nữ á, mình để cấm đoán một cái điều gì đó rất là khó. Nên đôi khi là mình cũng phải suy nghĩ một chút là người ta có một lối sống như thế nào. Tại sao người ta lại như vậy? Em phải đặt nhiều câu hỏi. Em phải đặt người ta rất rất nhiều câu hỏi và ta sẽ trả lời em. Chính vì lý do đó em phải đi nên tìm hiểu. Và em hãy nên nghiêm túc với một mối quan hệ nào đó. Và để đưa ra một quyết định thật sự là rất là đắn đo. Thật sự để mà nói ra thật là khó luôn á. Sự là em định đó là sẽ không nói, em sẽ im luôn. Em sợ em nói ra thì em với Hùng không còn tự nhiên như trước nữa. Nhưng mà em là thích anh Hùng. Em lại thích Hùng. Suy nghĩ thôi chứ cũng không nghĩ là phải nói ra như vậy. Nhưng mà không nói ra thì lỡ mất thì sao? Đúng, mình phải nói ra để cho người ta biết và người ta có một cái cảm nhận gì đó về mình thì người ta con bé này nó đang yêu mình, nó đang thích mình. Thì mình phải, nếu mình có cảm xúc mình phải tôn trọng ngược lại như một người yêu của mình và mình tìm hiểu. Em có đồng ý với anh không? Nếu mà em không nói ra, em Hùng, này nọ, bé Trơn, anh cũng quay như một người anh thôi, anh không biết. Em hiểu không? Khi em nói ra rồi thì anh mới biết là, con bé Trơn đang để ý mình á. Nếu mình có cảm xúc với anh ta thì mình phải tỏ ra thái độ mình quan tâm ta nhiều hơn. Đừng để cho anh ta buồn, hiểu không? Em hiểu không? Em có mà, anh không để ý thôi. Tại anh không để ý thôi. Thì đôi tới khi Hùng nó còn nhát quá, hiểu không? Tại anh bận để ý người khác á. Vậy hả? Hãy làm ghen gì? Nếu mà nói không ghen thì cũng không đúng. Nhưng mà mình tôn trọng quyết định của anh Hùng. Và cảm xúc của mình cũng không thay đổi. Mình tin chắc là như vậy. Em thích Hùng ở điểm nào? Khi mà ở bên cạnh Hùng thì lại thấy được sự vui vẻ. Còn với những người khác thì mình không thấy được điều đó. Đúng. Đó là một lý do
ngày hôm qua với ngày hôm nay thì em thấy khác sự khác nhau chưa? Không, em thấy anh vẫn vui với em mà. À, hôm nay là được làm việc với Hùng là một sự thoải mái đúng không? Ủa vậy sao tại sáng khi mà em bốc thăm em về làm nhà hàng có Hùng đó mà em tỏ ra thái độ là em không thích? Em muốn sao, muốn giữ khoảng cách? Em không muốn mọi người biết. Dạ. Tối qua mọi người đều biết rồi mà. Ủa vậy anh biết em thích anh từ hôm qua hả? Đêm qua, tối hôm qua đấy. Em mọi người chưa biết mà. Sao mọi người biết được? Em không muốn mọi người biết. Vậy tại sao em tỏ thái độ ra? Nếu mà em không tỏ thái độ ra, ta không biết luôn. Thì em đã nói rồi, lúc yêu mình không có lý trí, anh hiểu không? Anh nghĩ là cái sự giấu hay gì á của em á còn kém lắm. Ma sói em chơi rất là hay, nhưng mà trong đây thì em kém. Ờ. Ok. Cảm xúc của mình bây giờ rất là rối, không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Kiểu mình rất ngại bây giờ nhìn mặt Hùng, không biết có mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Đang có một chút xíu bối rối. Lời yêu thật không dễ dàng, nhưng một khi đã chót nói ra thì nó gần như là sự đánh đổi. Nhưng ít nhiều, Minh Trân cũng đã thành công khi khiến Hùng phải cân nhắc và đánh giá lại cảm xúc của anh chàng dành cho mình. Điều làm cho mình suy nghĩ càng suy nghĩ nhiều hơn là về vấn đề giữa tình cảm chân dành cho mình. Thì ngày hôm qua, như mình đã chia sẻ trong một cái trò chơi, ba người đều chọn mình và để tỏ tình. Thì mình nghĩ đó cũng chỉ là cái trò chơi và mọi người, mình không nghĩ đấy là cái tình cảm thật mà mọi người đã dành cho mình. Nên là mình sau cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì Trân có chia sẻ với anh Phong là Trân có tình cảm thật sự với mình. Điều đó đã làm cho mình phải suy nghĩ nhiều hơn. Ngày hôm nay, không chỉ mình cô bé Minh Trân dám thổ lộ tình cảm của mình, mà ngay cả Trung Anh cũng tìm cách thăm dò tình cảm của cô gái mà anh chàng được hẹn hò riêng nhiều nhất trong nhà chung. Quyên! Trời ơi, ai triệu hồi em vậy? Em buồn ngủ. Anh triệu hồi em. Trời ơi. Ok. Lần thứ hai bị triệu hồi hả? Hồi lần thứ ba. Đây là anh kia hỏng gió thôi. Mấy bữa nay thấy không thoải mái cái gì không? Tối tôi ngủ không được, sáng ngủ, chưa vô chiều ngủ. Anh mệt lắm rồi. Chứ kiểu bữa đó mình vận động nhiều á, mọi người ăn vận động nhiều mà. Anh kiểu hay ngẫu hứng ấy, chương trình gọi đến hỏi muốn nói chuyện với ai thì bụp phát anh nghĩ đến nói chuyện với quên thế. Kiểu anh không suy nghĩ nhiều lắm. Sẽ có trăng lớn đúng không? Nếu mà chân lớn ở đây chưa chắc. Em nghĩ vậy nè, mình muốn nói chuyện với ai đó mình thấy cũng có tín hiệu người đó muốn nói chuyện với mình đúng không? Cái kiểu người ta không muốn nói chuyện mình sao mình nói chuyện. Em không nói chuyện với anh à? Đâu bậy. Sao anh không thử nói chuyện với hai bạn nữ kia? Ai? Ngân với lại Trân á. Chứ mình cũng phải hẹn rồi đi các thứ rồi coi biết đâu họp. Vẫn sao? Còn nhiều ngày mà. Nhiều ngày, anh nên chạy đua với cảm xúc đi. Em nghĩ là không còn quá nhiều ngày nữa đâu á. Chắc là mấy hôm tới anh nói chuyện với mọi người đây. Không, cái đó là ý là em nói là em cho anh kiểu nói chuyện với mọi người á. Còn cái mà anh thích hay không là cái quyền của anh. Thích em nhà chung nhờ? Ôi gì vậy? Tới cuối chương trình biết nè. Thích khai thác ơi. Không, bây giờ em nghĩ là chưa sắp nữa thôi chứ cũng cần vẫn xác định và tìm hiểu. Em cũng nghĩ là anh thích em không? Không, em không nghĩ ai thích em hết. Em muốn hỏi hôm qua nắm cái tay ai làm thầy tay em rồi. Y chang ra tín hiệu vậy. Là anh đúng không? Ừ là anh. Em biết ai vậy? Sao biết? Sao biết? Rồi, rồi. Em nghĩ anh là người tinh tế nhất trong mấy người đó. Mình thấy quý và mến bé Quyên. Mình thật sự thích cái cách nói chuyện của ấy. Nói thật chứ. Anh muốn chơi trò gì mà? Em hùng rồi, không dám nhận đúng luôn á. Ai? Anh hùng quá. À thế á? Không, tại có hơi bị ngại á. Tại vì anh nghĩ là đó là lần đầu tiên kiểu mà kiểu mới gặp mấy ngày á nên hơi kỳ. Em có thể nói nhiều nhưng mà em không phải em dạng mà kiểu về chuyện tình cảm có thứ. Thật sự mà em mà kiểu ai em nói cái kiểu mà từ nào em chưa biết thích một ai đó trước thì em cũng nói thật. Tại vì em không biết thích người khác trước như nào. Chắc tại em khó. Không phải tại khó đâu, tại em không có kinh nghiệm á. Hiểu không? Ủa nãy làm gì mà hẹn hò với Quyên về xem cắn vậy? Là sao? Thấy tự nhiên đi hẹn hò với Quyên về rồi ra ban công ngồi trầm ngâm vậy? À không, thì tại em thấy thích đông hồ trầm ngâm thiệt là. Anh nghĩ là em nên đi với Quyên, rồi Hùng đi với Ngân,
rồi bà Tám Mén kia thì cho bà đi với lại Phong đó. Cũng em thấy cái ý tưởng cũng được đấy, nhưng mà thay vì em về quê thì anh đi về Quyên. Không, anh đã đi với Quyên rồi, anh hẹn với Quyên hồi ngày đầu tiên rồi. Đâu, nhưng mà thật ra anh hẹn với Quyên bao lần nữa không? Nhưng lần mà... đầu tiên này vào đây, mỗi lần nó này. Mỗi lần nó đều có một cảm xúc khác nhau, mỗi lần nó đều có một cảm xúc khác nhau, thì cảm xúc của mình nó tăng dần lên, em thấy cái đúng không? Anh muốn Quyên ói ra em kìa. Ói gì? Không, nhưng mà anh thấy Quyên với lại em muốn có khoảng lặng cho riêng mình thật. Khoảng lặng hết, đợi ngày thứ 8 đi, muốn lặng ở đâu đó em lặng em. Chỉ trong một ngày, dường như có rất nhiều sự kiện đã xảy ra. Có vẻ người nuối tiếc nhất sẽ là Bích Trân khi cô nàng không thể góp mặt cùng với mọi người. Giờ thấy rồi đúng không? Thấy anh không? Không, đúng rồi, giờ thấy rồi nè. Trời ơi, em về hả? Đầy drama, drama dữ lắm. Nói nghe nè, mọi người về không? Mọi người ta đang lo bắt cặp với nhau rồi, không ai quan tâm tới em đâu, em đừng lo. Dù như đêm hôm qua em biết không, chơi trò chơi bàn xoay thì Hùng với lại Quyên hôn nhau. Quyên với Hùng hôn nhau á là nụ hôn đầu tiên của hai đứa luôn. Lần đầu tiên hôn nhau á thì Quyên nó chọn Hùng, mà ngày hôm nay á thì Trung Anh đó bắt đầu nảy sinh tình cảm với lại Quyên. Rồi tối đó thì mọi người thể hiện cảm xúc á, dường như là Trân nhỏ cũng thích Hùng. Rồi Ngân cũng thích Hùng. Đặc biệt cái vậy nè, Phong phản ứng khi Ngân thích Hùng, Phong phản ứng dữ dội luôn. Đúng rồi. Và Trung Anh hồi chiều cũng có nói một câu á là cũng mắc cười lắm. Chân lớn về cũng đúng lúc, có nghĩa là chân lớn về thì mọi thứ nó cũng sẽ có nhiều thay đổi. Em có cảm giác là hả, em còn tham gia mọi người thích nhau hết trơn rồi. Cái gì? Không, để em biết sao, tại vì không có em ở đây á nên mọi người mới thích nhau á. Còn có em ở đây là em hốt hết trai à. Thế nữa? Anh đâu có thích em đâu. Em có một chuyện đặc biệt như vậy nữa. Ban đầu á thì mọi người nghi anh với lại Phong. Rồi sau bây giờ mọi người đang nghi anh với lại Hùng. Có. Em khùng phải em. Em có bắt quyền xét tinh tế hơn các bạn kia. Em cũng có cảm nhận như vậy. Người bí ẩn là ai là em Dư Săn, em Dư biết mà. Có vẻ các thành viên đã bắt đầu chạy đua với tình yêu của mình khi nhận ra thời gian bên nhau đang dần ngắn lại. Mặc kệ đối phương đang để ý đến ai, họ vẫn tìm mọi cách để bộc lộ tình cảm của chính mình. Minh Trân đã công khai tình cảm với Hùng khi biết Hùng không còn để ý tới Bích Trân. Không bận tâm với nụ hôn của Quyên và Hùng trước đó, Trung Anh vẫn không ngần ngại tiếp cận Quyên. Còn Nam Duy chẳng biết là đùa hay thật khi nói rằng người mình quan tâm nhất là Quỳnh Ngân. Thời gian sắp tới, những mũi tên tình cảm có bất ngờ chuyển hướng hay không? Hãy cùng đón xem tập tiếp theo vào tuần tới.